Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Lào Cai thực hiện. Chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Giáo dục phường Kim Tân 30 năm xây dựng và phát triển. Trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở đổi mới trong dạy và học. Hương cốm chợ phiên vùng cao Hà Thành. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 30 năm xây dựng trưởng thành, vượt lên tất cả những khó khăn, thiếu thốn của những ngày đầu gian khó, các trường học trên địa bàn phường Kim Tân đã giành được nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của thành phố Lào Cai, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Ngược dòng thời gian trở lại cách đây 30 năm, khi đó điều kiện dạy và học của các nhà trường còn thiếu thốn, trường phải chung cơ sở vật chất, nhưng các nhà trường vẫn huy động được học sinh ra lớp ngay năm học đầu tiên sau khi tái lập, thành lập. Năm tháng qua, các nhà trường đã lớn mạnh dần cả về số lượng và chất lượng. Số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tỷ lệ thi đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên ngày một tăng. Trường Trung học cơ sở Kim Tân không những là đơn vị có quy mô lớn nhất tỉnh Lào Cai về số lượng học sinh, mà còn tự hào là đơn vị nhiều năm liên tục dẫn đầu về chất lượng trong các trường đại trà của thành phố và của tỉnh. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trường mầm non Hoa Hồng ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, duy trì vững chắc các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chúng tôi rất yên tâm khi cho con theo học tại trường mầm non Hoa Hồng. Các con được nhà trường và các cô quan tâm chăm sóc giáo dục và dạy dỗ, giúp các con phát triển toàn diện. Vâng, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì nhà trường tập trung vào tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục nhằm phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Thì nhà trường tập trung vào bồi dưỡng giáo viên. Chúng tôi mời chuyên gia về để tập huấn cho giáo viên về vận dụng phương pháp dạy học tích cực, hướng đến tiết học hạnh phúc và trường học hạnh phúc. Trong từng tiết học thì chúng tôi cũng tích cực tổ chức các cái hoạt động khác như là các cái câu lạc bộ, và đặc biệt là quan tâm đến vận dụng những cái kiến thức vào thực hành thực tiễn thông qua hoạt động giáo dục STEM, khuyến khích tham gia các cái cuộc thi sân chơi cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực quốc tế. Với những cố gắng đó, các nhà trường đã đạt được nhiều thành tích. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng bằng khen huân chương lao động. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố cũng như là ban giám hiệu các nhà trường thì rất là quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, luôn quan tâm thực hiện đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Kết quả dạy và học của các nhà trường trên địa bàn thì luôn luôn có thành tích năm sau cao hơn năm trước. Nhiều thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo dục mũi nhọn của các nhà trường có nhiều tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đạt giải qua các kỳ thi, cuộc thi thì luôn dẫn đầu toàn thành phố. Thời gian tới, giáo dục Kim Tân tiếp tục phát huy, sáng tạo, xứng đáng với lòng tin, sự mong đợi của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân. Các thế hệ cán bộ, giáo viên nguyện đồng sức, bền tâm, vững chí, kiến tạo tương lai, xây dựng nhà trường lớn mạnh, để bài ca vinh quang về sự nghiệp chồng người nơi biên cương còn vang xa mãi. Quý vị và các bạn thân mến, trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở luôn thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, duy trì vững chắc chất lượng dạy và học. Hoạt động trải nghiệm thực tế môn sinh học được các em học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở tham gia hào hứng. Các thầy cô tổ chức và hướng dẫn học sinh biết các quy trình trồng, chăm sóc hoa lan. Từ đó, tiến tới xây dựng các thói quen và kỹ năng quan sát, phát triển óc tìm tòi, kết nối lý thuyết với thực tế, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Trong năm học vừa qua, trường em có rất nhiều đổi mới. Không chỉ được học các môn như văn hóa và xã hội, mà chúng em còn được tham gia các câu lạc bộ như câu lạc bộ STEM, robotics, nghệ thuật, thể dục thể thao và câu lạc bộ hoa lan, làm cho chúng em rất vui và phấn khởi mỗi khi đến trường. Nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập, nhà trường xây dựng mô hình trường học du lịch gắn với kinh doanh và định hướng nghề nghiệp, tiếp cận dần với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị nhà trường, kết nối số trong dạy học ngoại ngữ, tin học và kết nối với các trường trong và ngoài nước. Triển khai hiệu quả giáo dục tích hợp các môn gắn với mô hình khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch giáo dục gắn với tinh giản nội dung kiến thức, phù hợp với đối tượng học sinh.
cho học sinh được áp dụng từ thực tế, từ lý thuyết vào trong thực tế giảng dạy và cho học sinh ứng dụng lập trình, lập và chương trình để ứng dụng trên các mô hình hay là các robot, quy ly để thực hành, để giúp cho học sinh được vận dụng từ lý thuyết vào thực hành để đảm bảo nâng cao chất lượng của môn tin học. Qua những hoạt động tích cực trong giảng dạy và học tập, kết quả giáo dục của nhà trường luôn đạt cao và bền vững. Học sinh nhà trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hàng năm tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp đạt 98,2% đến 100%. Năm học 2022-2023, nhà trường có 140 học sinh đạt 215 giải các cấp, 8 học sinh đạt giải quốc gia. Nhà trường chú trọng thực hiện tốt các hoạt động như là triển khai cái truyền thông về pháp luật và hoạt động của các câu lạc bộ. Trong năm học vừa qua thì nhà trường cũng đã có rất nhiều thành tích về nghiên cứu khoa học của học sinh đã đạt được giải nhất cấp tỉnh. Ngoài ra thì thực hiện tốt cái công tác kết nối số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ và tin học đối với các trường trên cả nước và hội nhập đối với nước ngoài. Các câu lạc bộ của nhà trường được phát triển mạnh để nâng cao các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở đã từng bước khẳng định sức vươn lên của một ngôi trường vươn lên trong thời kỳ đổi mới hội nhập. Đây là động lực để trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở tiếp tục phát huy, phấn đấu, gặt hái nhiều thành công hơn nữa, luôn là địa chỉ giáo dục tin cậy của thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp tháng 9, tháng 10 âm lịch, bà con nhân dân các dân tộc ở xã Hợp Thành, Tà Phời, thành phố Lào Cai lại rộn ràng làm cốm đặc sản của người dân nơi đây để sử dụng và bán cho nhân dân, du khách tham gia lễ hội hương cốm và các buổi chợ phiên trong tháng. Ngày Chủ nhật, anh Hoàng Văn Díu, thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển cùng gia đình, bạn bè đến với xã Hợp Thành để được trải nghiệm khám phá chợ phiên vùng cao duy nhất thành phố để tìm mua những nông sản độc đáo, sản phẩm nông nghiệp sạch của bà con nông dân hai xã vùng cao Hợp Thành, Tà Phời. Không khí hôm nay thì rất vui, cái thứ nhất là thời tiết cũng rất là đẹp, ủng hộ. Rồi từ các cấp lãnh đạo cũng đến dự là quan tâm cho bà con, mong muốn bà con lại cố gắng làm sao mà giữ gìn được cái hương cốm này, cái hạt cốm này được lâu bền và mong muốn được bà con ở đây phát triển hơn. Với diện tích trên 200 hecta cây lúa nước, trong đó hàng năm hội viên nông dân xã Hợp Thành thực hiện trồng cấy trên 60 hecta cây lúa nếp hàng hóa để làm sản phẩm cốm thương phẩm. Giá trị kinh tế của cốm gấp từ 2,5 đến 3 lần so với trồng cây lúa tẻ. Ngày hội hương cốm được xã Hợp Thành tổ chức hàng năm là điểm nhấn, cách làm sáng tạo nhằm khôi phục và giữ gìn nét văn hóa truyền thống trong lao động sản xuất và sinh hoạt của người nông dân xã Hợp Thành nói riêng và nông dân các xã vùng ven của thành phố Lào Cai nói chung, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước xây dựng thương hiệu cốm Hợp Thành và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của mỗi địa phương. Chúng tôi làm người dân rất là phấn khởi là được quảng bá cái hàng hóa về hương cốm của địa phương chúng tôi. Chúng tôi mong muốn thành phố với xã là duy trì lúc nào cũng năm nào cũng tổ chức cái hương cốm để cho bà con được quảng bá cốm, được bán hàng hóa, được thêm thu nhập. Truyền thống làm cốm cũng như là phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao thì xã Hợp Thành chúng tôi đã có định hướng hàng năm về việc xây dựng kế hoạch để tổ chức hoạt động lễ hội cốm để bà con có điều kiện để quảng bá sản phẩm, bán hàng cũng như là đây là một trong những hoạt động mà giúp cho bà con có thể là thu nhập kinh tế từ hoạt động bán cốm cũng như là quảng bá về các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Những hạt cốm xanh non, dẻo thơm được bày bán tại chợ phiên xã Hợp Thành vào dịp tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm làm nao lòng và níu chân người dân thành phố và du khách gần xa, trở thành điểm đến được nhiều người biết đến và yêu thích. Hương cốm Hợp Thành lan tỏa giúp gìn giữ nét đẹp văn hóa, bản sắc và làm giàu của người dân tộc vùng cao thành phố Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố thực hiện xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn.